Xin kính chào quý vị. Hôm nay em tiếp tục làm một clip thứ hai. Cái clip này em đây là đôi loa Mỹ, dòng loa đến từ nước Mỹ. Dòng loa này có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của quý vị giải trí, nghe nhạc, hát karaoke gia đình. Cái hay của em nó là bass nó rất mềm, rất là mộc chứ không phải là như dòng loa khác. Đây là một trong những đôi loa hầu như là ít có trên thị trường. Em này thiết kế với lại một bass 45, 45 đến 47. Phía trước là một phễu tép kèn kèn trước. Những cái này thì chút nữa khi vừa nghe nhạc em vừa hát em sẽ quay chi tiết cho quý vị luôn. Còn sau đây em giới thiệu rồi xung quanh về phần thân của loa. Loa thiết kế theo kiểu vuông khối, vát trên nóc phía sau, vát nóc phía sau. Còn đây phía sau đây là cổng lai vào. Em nó tất cả bao hàng zin, hàng xịn, hàng của Mỹ hết. Đây đây là logo cũng như là đường link để vào cái trang hãng sản xuất của đôi loa này, được chưa? Đấy, các bác nhìn là kỹ hộ em nhé. Đây là đôi loa P Picop hay P cái quái gì em chả đọc được tiếng Anh, nó kém Anh tiếng Mỹ. Đây các bác nhìn hộ em. Em sẽ quay thật chậm cho các bác nhìn dễ kỹ hộ em. Đấy, trời nó hơi tối nên phải soi đèn này cho các bác nhìn cho dễ. Giá đôi loa này có giá là 29 triệu 900. 29 triệu 900. 29 triệu 900. Sau đây mời quý vị đến với một bản test. Và em sẽ nhờ một bác hát hộ, bây giờ em không hát nổi nữa. Sau đây mời ca sĩ cũng ca sĩ Tuấn hát hộ. Mời ca sĩ. Đến là tình yêu nhá. Vâng. Đây, em sẽ mở để giới thiệu đến quý vị. Này, bạn cầm đấy. Các bác đưa loa. Chỉ còn anh chẳng mơ và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, bên lũy tre xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Em tin anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây xuống trong tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hồi, và khi chúng ta xa nhau gót nhau mùa vàng tiền phương anh vui thắng trần. Ôi Việt Nam chỉ còn anh chắc mơ,
và khi chúng thấy yêu nhau chẳng thể thù nào làm con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam anh đi đồng quê màu xanh lúa yêu cây xuân trong tay anh giữ nhiên ngọt ngào tiếng ru hời và khi chúng ta xa nhau gặp bao nhiêu mùa vàng tiền phương anh vui thắng trần. Ôi Việt Nam anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ cuộc sống mãi mãi đang chờ. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ cuộc sống mãi mãi đang chờ. Đồng chí hàng xóm đứng nó lệch cho một chút bởi vì là mình đây cái hành lang của mình nó quá giáp loa đấy, cách có 50-70 phân. Sau đây bạn thể hiện một ca khúc nữa nhỉ, nhạc vàng nhé. Sầu tím Tiệp Hồng hay là đất nước tình yêu rồi đất nước tôi thon thả giọng đàn bầu nhé. Hay là mùa xuân bên cửa sổ hay là bài gì? Cửa sổ đây nhỉ? Anh nơi đảo xa cũng được tí. À nhạc vàng. Làm ca khúc nữa để cho nó đủ clip cho giới thiệu công an. Đôi loa này nói bắt đầu một trong những đôi loa phải nói là quá là hay luôn, đáp ứng tất cả các yêu cầu. Chú vào tôi lên trang đấy. Chào chú Lê Trang nhé. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hay yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hay tỏa và cây thân thể cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trận bình yên anh về thăm phố cô tay vào bàn tay họ hẹn nhau và chờ nhau cùng hát khao hạnh phúc. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có hương ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những màu hồng.
cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hay yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hay tỏa mưa, và cây đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trời bình yên anh linh về thăm phố, cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau và chờ nhau cùng hát hao hạnh phúc. Họ đón vào mùa xuân cùng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có hương ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có thơm và nắng hồng. Cuộc đời con mùa xuân cùng quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy đơn sơ mà thắm nồng, tình yêu của tôi lắng sâu nhưng cháy bỏng. Ta biết rồi vẫn đau nhưng đau hơn. Ta biết rồi ca sĩ Quốc Tuấn. Vừa đây ca sĩ Quốc Tuấn gửi đến quý vị hai bài hát. Bác nào có nhu cầu thì mai em mời bác hàng xóm sang hát liên tục để em đỡ phải hát. Cảm ơn. Đôi loa Mỹ này có giá 29 triệu. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Cảm ơn. Một quả suốt. Đôi này nghe hay thật, mẹ không nghĩ đôi này.